Tại cuộc họp để tìm giải pháp trong việc cung cấp nước sạch cho người dân tại khu đô thị Thanh Hà, thành phố Hà Nội, do Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai tổ chức mới đây, ngành y tế huyện Thanh Oai khuyến cáo cư dân tạm thời không dùng nước sạch lấy trực tiếp từ vòi trong khu đô thị Thanh Hà để ăn uống do nước nhiễm khuẩn E. coli. Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng khẩn trương triển khai các giải pháp, yêu cầu các đơn vị cấp nước, điều tiết cấp nước bổ sung cho khu đô thị Thanh Hà. Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo yêu cầu các đơn vị bằng mọi biện pháp nhanh nhất cấp nước sạch sinh hoạt trở lại và có giải pháp bảo đảm ổn định lâu dài cho người dân khu đô thị Thanh Hà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Cũng tại cuộc họp, đại diện ngành y tế huyện Thanh Oai cho biết kết quả mẫu xét nghiệm nước sạch lấy mẫu tại khu đô thị Thanh Hà vào hôm 12 tháng 10 thể hiện trong nước có nhiễm vi khuẩn E. coli. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khuyển cho hay, trong tổng số 26 tòa của khu đô thị Thanh Hà thì có 20 tòa cơ bản ổn định về nguồn cấp, 6 tòa chưa có hoặc nước phập phù. Ông Khiển yêu cầu công ty cổ phần nước sạch Thanh Hà và chi nhánh dịch vụ nhà ở Thanh Hà bằng mọi giá phải điều phối cấp nước cho các tòa nhà chưa có nước.